Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Đến với nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài Cái đầu ông Trọng có vấn đề do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Lần đầu tiên, kể từ sau ngày bị đột quỵ nhẹ trong chuyến thăm Kiên Giang ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2019, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có buổi nói chuyện trung bình dài với 392 đảng viên trẻ, nhưng không hề đề cập đến cuộc xung đột chủ quyền với Trung Quốc đang diễn ra ở bãi tư chính Trường Sa. Trong bài phát biểu ngày 27 tháng 8 năm 2019, ông Trọng cũng trốn nhắc tới lớp đảng viên tiêu biểu toàn quốc về đợt sinh hoạt kỷ niệm 50 năm học và làm theo di chúc Hồ Chí Minh năm 1969-2019 phải quan tâm đến nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Ngược lại, ông chỉ chú tâm đến tuyên truyền, muốn nhớ lời bác dặn theo chân bác, không chỉ nhớ và học thuộc lòng mà phải ngấm vào máu, vào tim, vào óc của mình trở thành những điều mình trăn trở, suy nghĩ, dây dứt để học và làm theo bác, sống, chiến đấu, học tập và làm theo gương bác hộ vĩ đại. Ông nói, tinh thần đó không chỉ cần truyền đạt với tất cả đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ, mà toàn đảng, toàn dân ta cũng cần ghi nhớ và thực hiện những điều này. Theo Tổng bí thư Chủ tịch nước 75 tuổi, thì là đoàn viên, thanh niên cần sung kích, đi đầu, phát huy tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đảng viên trẻ cần gương mẫu, tiên phong hơn, đúng với vai trò, vị trí của đảng viên trẻ Việt Nam, xứng đáng trở thành lực lượng dự bị, tinh cận, hùng hậu để bổ sung vào nguồn lãnh đạo của đảng bộ các cấp. Nghe ông Nguyễn Phú Trọng nói thao thao bất tuyệt như thế thì tưởng rằng đất nước không có chuyện gì phải trăn trở hay lo âu. Nhưng thật ra là ông đã cố tình đánh lừa nhân dân và loa biệt thanh niên. Trong nội bộ, tình trạng tham nhũng, nhất là những tham nhũng vặt do cán bộ, đảng viên gây ra và nuôi dưỡng tiếp tục hành dân khốn khổ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, quyết liệt từ khóa đảng thứ 11 vẫn ngổ ngang và còn biến dạng chống phá nhau gây gắt hơn giữa các cấp từ trung ương xuống đến cơ sở. Nạn chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu để lọt vào trung ương khóa đảng 13 sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021 đã và đang rộn ràng trong đảng khiến ông Trọng phải liên tục cảnh giác. Về chừng, dần tiêu cực chạy chức Chạy quyên, chạy phiếu bầu, phải cảnh báo vấn đề này. Chạy là không dùng. Theo VOV, tức Voice of Vietnam, ngày 21 tháng 3, 2019. Đạn cường hào, quan liêu, bốc lột dân bằng mọi hình thức và ăn đủ mọi thứ không phải của mình vẫn tồn tại nghiêm trọng. Riêng với thanh niên, ông Nguyễn Phú Trọng từng cảnh giác nhiều lần từ năm 2017, về tình trạng ông gọi là chán đảng, khô đoàn, nhạc chính trị. Ông nói tại Đại hội đoàn Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Hà Nội ngày 11 tháng 12, 2017. Hiện vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạc lý tưởng cách mạng, sống thực dụng. Ông bảo, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ qua vẫn còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên xúc giảm niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí, một số ít thanh niên bị lôi kéo, có những việc làm đi ngược lại truyền thống của đoàn, trái với mục tiêu của đảng, của dân tộc. Ông Trọng nói, đoàn cần định hướng giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin sai trái, tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiệu tiêu cục, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, tránh tình trạng nhạt đảng, khô đoạn, xa rời chính trị. Vậy tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị có khá hơn trong năm 2019 không? Trong khi đó, thì Trung Quốc, nước láng giềng, đàn anh mà Cộng sản Việt Nam thường ca tụng vừa là đồng chí vừa là anh em đã bất chấp công pháp quốc tế và lục biển Liên Hiệp Quốc năm 1982 công khai cho tàu khảo sát dầu khí Hải Dương 8 xâm nhập thêm lục địa và bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi tư chính Trường Sa cách Vũng Tàu 370 cây số về phía Đông Nam từ ngày 3 tháng 7 năm 2019, sau đó Hải Dương 8 rời Tư Chính vào ngày 7 tháng 8 năm 2019 về đảo chữ thập mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam từ năm 1988 để lấy tiếp liệu rồi quay lại Tư Chính ngày 13 tháng 8 năm 2019. Nhưng ít ngày sau, Hải Dương 8 lại ngang nhiên di chuyển đến khảo sát ở vị trí cách đảo Phú Quốc 102 cây số về hướng đông nam và chỉ cách bờ biển Phan Thiết 185 cây số. Hành động ngang ngược của Bắc Kinh lần này đã bị Việt Nam chỉ trích đích danh, gửi công hàm phản đối và yêu cầu rút Hải Dương 8 và các tàu hộ tống có võ trang, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục điều nghiền. Đây là lần thứ hai Bắc Kinh đã không qua Việt Nam ra gì. Lần thứ nhất xảy ra vào tháng 5 năm 2014, khi ấy, giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc đã ngang nhiên vào tìm dầu phía nam đảo Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn, Trung Quốc gọi là đảo Trung Kiến, thuộc quần đảo Hoàng Sa, 17 hải lý, khoảng 30 cây số về phía nam và cách đảo Ly Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, khoảng 120 hải lý về phía đông. Lực lượng cảnh sát biển có võ trang Việt Trung đã nghênh chiến nhưng không có nổ súng. Cho đến ngày 16 tháng 7 năm 2014 thì Hải Dương 981 rút lui. Nếu so sánh thì vụ Hải Dương 8 ngoan cố và tiềm ẩn nhiều âm mưu của Trung Quốc hơn vụ Hải Dương 981. Nhưng ngược lại về phía Cộng sản Việt Nam lại có những hành xử khó hiểu hơn vụ Hải Dương 981. Điểm nổi bật nhất là ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị tổng bí thư, chủ tịch nước đã không nói lời nào từ khi xảy ra vụ Hải Dương Tám. Cả quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước và ban chấp hành trung ương đảng khóa 12 cũng không có bất cứ độc thái nào. Ngày đến số 484 đại biểu quốc hội còn tại chức cũng không ai dám hé răng cũng khác giữa vụ Hải Dương 981 năm 2014 và Hải Dương 8 năm 2019 trong phản ứng của người dân. Nếu Hải Dương 981 đã gây phẫn nộ cho người dân Việt Nam từ trong nước ra nước ngoài qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và chống tính ương hèn và nhu nhược của lãnh đạo Việt Nam đã để cho Trung Quốc bắt nạt thì năm 2019 đã không có phản ứng dữ dội như thế. Năm 2014 đã có hàng ngàn người xuống đường biểu tình chống phá Trung Quốc ở Việt Nam thì năm 2019 chỉ có vài chục người lẻ tẻ. Người Việt Nam ở nước ngoài cũng không tích cực và hăng hái như năm 2014. Sự khác biệt rất dễ hiểu vì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra nhu nhược trước áp lực trắng trợn của Bắc Kinh nhưng lại hung hăng ngăn chặn và đàn áp dân khi họ chống Trung Quốc. Do đó, lần này, tuy Hải Dương 8 đã vào gần Phan Thiết, người dân cũng mặc thay, cứ bình chân như vậy để cho nhà nước lo theo ý muốn của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Như vậy, liệu có ai hiểu được tại sao ông Trọng đã khuyên thanh niên chuẩn bị làm con thiêu thân cho đảng thay vì kêu gọi họ đoàn kết đứng lên bảo vệ tổ quốc? hay cái đầu của ông có thật vấn đề Sao cơn đột quỵ ở Kiên Giang? Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và không quên cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng xin mời quý vị đón xem phỏng vấn đặc biệt nhà văn nhà báo Uyên Thao do Phan Lê Dũng thực hiện vào tối mai lúc 8 giờ tối Hoa Thịnh Đốn trên SPTN. Mọi liên lạc hãy đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC. Xin email về Washington DC at tv Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.